Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hoặc là coi video của An thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã luôn luôn yêu thương và lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Và đừng quên cho An xin một cái nút chuông màu đỏ nha, để mỗi khi An up những cái video về thuế nè, về bảo hiểm sức khỏe, về đầu tư, mua bán stock đó thì các bạn, các anh chị, các cô chú sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn, các anh chị, các cô chú đã tới với lại kênh YouTube An Lê USA này của An. Nếu mà đây là lần đầu tiên các bạn, các anh chị, các cô chú thấy An hoặc là coi video của An đó thì An cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã luôn luôn yêu thương và lựa chọn những cái video của An giữa hàng trăm, hàng ngàn những cái video ngoài kia. Đừng quên cho An xin một cái nút chuông màu đỏ nha, để mỗi khi màn up những cái video về thuế nè, về bảo hiểm sức khỏe, về đầu tư, mua bán stock đó thì các bạn, các anh chị, các cô chú sẽ là người đầu tiên coi được hết những cái video của An. Thì bắt đầu từ khi cái dịch bệnh xảy ra đó, những cái người dân của Mỹ nhận được khá là nhiều những cái sự giúp đỡ từ chính phủ, đặc biệt đó là những ba mẹ mà có con nhỏ dưới 17 tuổi đó thì có rất là nhiều những cái chương trình, ví dụ như là những cái chương trình thực phẩm PPT nè, rồi hiện nay là cái chương trình mà cho tiền 300 một tháng hay là 250 mỗi một tháng dành cho những em đó mà dưới 17 tuổi. Thì ngày hôm nay một người thượng nghị sĩ đến từ bên đảng Dân Chủ đó vừa mới đưa ra thêm một cái gói hỗ trợ nữa dành cho những trẻ em dưới 18 tuổi. Thì trong cái gói hỗ trợ này đưa ra đó là mỗi một năm sẽ cho những em mà dưới 18 tuổi một cái số tiền là 500 để mà nó gọi là saving account cho những em này. Thì ba mẹ có thể bỏ cái tiền này vô quỹ hưu trí nè, hoặc cho những cái em bé này, hoặc là có thể bỏ vô những cái retirement account, bỏ vô những cái quỹ để mà khi mà các em đủ 18 tuổi đó thì có thể dùng cái số tiền này đi học đại học, hay là đây là một cái quỹ để mà giúp các em khi mà đủ 18 tuổi mình có thể làm những cái business, mình start up những cái business, hay là khi mà mình đau nhà, mình mua nhà đó thì mình sẽ có một cái số tiền để mà giúp mình đau những cái payment. Thì nếu mà tính ra đó là 500 đô mỗi một năm, thì một em mà được nhận từ khi mà sanh ra tới khi 18 tuổi đó thì có thể nhận lên được cái số tiền đó là 9.000 đồng cho mỗi một em. Thì em nghĩ đây là một cái số tiền khá là tốt, tại vì nếu như mà các em này có những cái quỹ để dành đó, tức là khi mà mình 18 tuổi thì mình ít nhất là mình cũng có một cái số tiền 9.000. Bây giờ mấy em trẻ rất là giỏi luôn, 17, 18 tuổi là đã có thể start up những cái business rất là hay, thì đó cũng là một cái số tiền để giúp đỡ những cái em này cái bước đầu để mà có thể làm những cái business, hay là trả tiền học nè, hay là mua cái xe đầu tiên. Đó là cái gói hỗ trợ mới được đưa ra. Ngoài ra nữa đó là các bạn, các anh chị cũng biết á, là bên đảng Dân Chủ người ta đang đưa ra những cái gói hỗ trợ lần thứ tư. Và để mà thông qua cái gói hỗ trợ lần thứ tư mà không cần sự đồng ý của bên đảng Cộng Hòa đó, thì bắt buộc tất cả những cái người thượng nghị sĩ bên đảng Dân Chủ đều phải vote yes cho cái gói hỗ trợ lần thứ tư. Thì trong tất cả những cái người thượng nghị sĩ của bên đảng Dân Chủ hồi trước đó, thì có một cái người thượng nghị sĩ, ông này ổng không có ủng hộ cái gói hỗ trợ lần thứ tư. Nhưng mà bây giờ đó thì ngày hôm nay khi mà trả lời báo chí đó thì ổng đã nói là ổng ủng hộ cái gói hỗ trợ lần thứ tư rồi. Và rất có thể là với sự ủng hộ của cái người thượng nghị sĩ này đó thì cái gói hỗ trợ lần thứ tư sẽ được thông qua mà không cần sự đồng ý của bên đảng Cộng Hòa. Và trong cái gói hỗ trợ lần thứ tư thì nó có rất là nhiều những cái chương trình để mà hỗ trợ những cái người dân của Mỹ, ví dụ như là cái tiền trial tax credit, thay vì bây giờ cho một năm thôi thì sẽ được tăng lên là cho thêm 4 năm nữa, rồi có tăng
tăng thêm những cái chương trình PPT cho tiền thực phẩm, rồi cả những cái chương trình để mà hỗ trợ những cái doanh nghiệp thì đều có ở trong cái gói hỗ trợ lần thứ tư này hết. Thông tin tiếp theo nữa mà em muốn dành cho tất cả các bạn, các anh chị, các cô chú là một cái tin rất là vui dành cho ai mà ở tiểu bang California. Thì như các bạn, các anh chị cũng biết là vào hồi tháng 3, ông Gavin Newsom đã ký ra một cái gói hỗ trợ, và trong cái gói hỗ trợ đó nó có một cái stimulus check 600 tên là Golden State Stimulus Check dành cho người dân của tiểu bang California. Nhưng mà ở thời điểm đó nó rất là khó để mà mình có thể nhận được cái tiền stimulus check này, tại vì income của một hộ gia đình nó bắt buộc là phải dưới 30.000, mà nếu với cái income 30.000 nó thể sẽ rất là khó cho các bạn, các anh chị, các cô chú sống ở tiểu bang California. An có thể nói điều này tại vì chính bản thân của An cũng ở California luôn, nên An rất là hiểu nếu mà một cặp vợ chồng mà cái income trên thuế 30.000 thì rất là khó để mà mình có thể tồn tại ở tiểu bang California. Đó cũng là cái lý do mà tiểu bang California người ta đã thông qua thêm một cái gói hỗ trợ mới, và trong cái gói hỗ trợ này sẽ có cái Golden State Stimulus Check đợt 2 dành cho những cái người dân của tiểu bang California. Cái gói này đã được thông qua ở Thượng viện, Hạ viện của tiểu bang California vô cái bữa mà tháng 6 ngày 28 tây, tức là hôm nay là tháng 6 ngày 30 tây, tức là cách đây 2 ngày trước. Thì bây giờ chỉ còn đợi trình lên cho thống đốc Gavin Newsom ký thì cái gói hỗ trợ này nó sẽ thành luật, và những cái người dân của tiểu bang California mình sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ mới. Và cái Golden State Stimulus Check này á, nó nhiều hơn lần trước khá là nhiều, tại vì nó trị giá tới 9.1 tỷ đô la. Thì ngày hôm nay đó, em muốn chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú ai là người đủ điều kiện để mà nhận được cái tiền này, và nhận được bao nhiêu. Thì nó sẽ chia ra thành hai trường hợp khác nhau. Thứ nhất á, là người có số social, và thứ hai á, là người không có social mà chỉ có cái IT number thôi. Thì trong cái lần 1 á, nó chỉ cho những người có income dưới 30.000, và một hộ gia đình đó thì chỉ được cho 600 đô la mà thôi. Ví dụ như là mình single mình cũng nhận được 600, mình là một cặp vợ chồng mình cũng nhận được 600, mình là một cặp vợ chồng mình có 2, 3, 4 người phụ thuộc trên cái hồ sơ thuế thì mình cũng chỉ nhận được 600. Thì bây giờ á, ngoài cái 600 mình đã nhận được một rồi, nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú mà mình có những cái người phụ thuộc trên cái hồ sơ thuế của mình thì mình sẽ nhận được thêm 500 nữa cho cái đợt 2 này. Nhớ giùm em nha, nếu mà đợt 1 mình đã nhận được 600 rồi mà trên hồ sơ thuế của mình có người phụ thuộc thì đợt 2 mình sẽ nhận được thêm 500 nữa cho những cái người phụ thuộc này. Nếu như mà các bạn, các anh chị, các cô chú đã nhận đợt 1 rồi mà trên hồ sơ thuế của mình không có ai là người phụ thuộc hết thì trong cái đợt 2 này mình sẽ không nhận thêm được tiền gì nữa hết. Đó là dành cho những ai mà có cái income dưới 30.000. Còn những anh chị, những cô chú nào mà có cái income từ 30.000 tới dưới 75.000 thì đợt 1 mình chưa bao giờ nhận được tiền hết đó, thì đợt 2 này mình sẽ nhận được 600 đô cho một gia đình. Nếu như mà gia đình của mình có thêm những cái người phụ thuộc nữa thì những cái người phụ thuộc của mình sẽ được nhận thêm 500 nữa. Thành ra nếu mà gia đình của mình có hai vợ chồng, hai đứa con thì mình có thể nhận lên tới là 1.100. Còn nếu như mà gia đình của mình chỉ có hai vợ chồng hay là mình chỉ là single thôi đó thì mình chỉ nhận được cái số tiền là 600 đô cho một hộ gia đình mà thôi. Đó là dành cho những ai mà có social. Những người đó mà không có social mà đi làm vẫn đóng thuế bình thường ở Mỹ, là có cái IT number đó, thì đợt trước á, là những người này đã nhận được 1.200 rồi nếu mà income của mình dưới 30.000, thì đợt này đó sẽ nhận thêm 1.000 nữa cho những cái người phụ thuộc. Thì những cái người mà không có social đó, chỉ có cái IT number đó, thì sẽ nhận được cái số tiền nó gấp đôi so với lại những cái người có social. Cái lý do mà đưa ra đó là tại vì những cái người mà có cái IT number này nè, là trong những cái gói hỗ trợ lần thứ nhất, lần thứ hai không có nhận được những cái tiền hỗ trợ của chính phủ, nên nó là chính quyền của tiểu bang California muốn cho thêm những cái người này. Thì đợt 1 á, những người có social chỉ nhận được 600 thôi, thì những người có cái IT number nhận 1.200. Đợt này á, những người phụ thuộc nếu mà có social thì nhận được 500, còn những cái người
phụ thuộc mà chỉ có IT number thôi đó thì sẽ nhận được là 1.000 đô. Đó là những cái mà sự trợ giúp của tiểu bang California muốn dành cho những ai mà đi làm, đóng thuế ở Mỹ nhưng mà vì một cái lý do nào đó mà chưa có cái social nhưng mà vẫn đóng thuế bằng cái IT number, một cái số tiền similar check cho để mà giúp đỡ những cái người này trong cái thời gian khó khăn. Thì hiện nay á, tính tới bây giờ ngày hôm nay là tháng 6 ngày 30 tây thì ông Gavin Newsom vẫn chưa có thông qua, chưa có ký tên để mà thông qua cái gói hỗ trợ này, nhưng mà chính quyền của tiểu bang California, tức là thượng viện hạ viện của Cali đó đã thông qua rồi. Thì sớm nhất có thể là ngày mai hoặc là trong tuần sau thì ông Gavin Newsom sẽ ký tên để mà cái gói này đưa ra. Cái lý do mà tại sao em nghĩ là chắc chắn ông Gavin Newsom sẽ ký tên trên cái gói này á, đó là đây là cái gói hỗ trợ chính ông Gavin Newsom trình lên trên quốc hội của tiểu bang California, nên là chắc chắn là ông sẽ ký. Cái tiếp theo nữa là hiện nay ông Gavin Newsom đang đối mặt với lại rất là nhiều vấn đề về cái cuộc recall ở California, nên là ông Gavin Newsom rất là muốn cho những cái người dân của tiểu bang California những cái số tiền này để mà có thể giữ lại cái ghế của ông trong cái cuộc bầu cử hồi tháng 9 sắp tới đây. Đó là tất cả những cái là em muốn chia sẻ cũng như là cập nhật với các bạn, các anh chị, các cô chú trong cái video ngày hôm nay. Nếu mà thấy thích á, cho em một like, subscribe kênh channel của An nha. Và ở dưới cái phần comment ở dưới lúc nào em cũng để ba cái đường link của Webull, Robinhood, M1 Finance. Các bạn nào mà chưa có account với Webull và Robinhood á, có thể mở account để mà bắt đầu mà mình trade stock. Và Webull thì nó cho mình trade được từ 4 giờ sáng tới 4 giờ chiều giờ Cali. Robinhood hiện nay các bạn mở account thì nhận được 3 cái stock free, và cả Webull và Robinhood đều có thể vừa trade stock và trade cryptocurrency luôn. Nên đây là một trong những cái app mà em recommend những anh chị, những cô chú mình mới bắt đầu tập chơi, mình nên mở account với hai nơi này. Tại vì thứ nhất là nó dễ chơi, những cái lệnh mua bán nó cũng dễ hơn so với lại những cái broker account khác nha. Và cứ có câu hỏi thắc mắc gì thì cứ comment cho em ở dưới, và chúc mọi người là có những cái ngày làm việc, học tập thiệt là nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Bye bye.